Hello, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay có dịp về quê đoàn tụ, về quê nhân dịp Tết đến xuân về. Các cô chú anh chị đang xem clip hãy thưởng thức cùng tôi những cảnh quê rất tuyệt vời. Đây là những cây mận, một người chị đang hái mận cây nhà lá vườn. Đây một cô bé rất xinh xắn đang hái mận, gái mặc váy mà leo cái này đây. Cô chú con chị thấy đây là cây nhà lá vườn, mận hái hết tận tay. Bên kia là cây vú sữa. Đây có một chú anh chị thấy xoài chưa, xoài đặc sắc chưa, cây trái ôm tôm, những quả xoài nặng trĩu. Đây quả trái cô chú anh chị ơi, để về ăn Tết về quê là thích nhất, rất cuộc sống rất bình yên. Cuộc sống rất bình yên. Rồi, đặc sản của miền Nam, đây là những khóm mai vàng, những cành mai vàng đang nở rộ chào đón mùa xuân. Rất rực rỡ. Ở miền quê miền Tây thì hầu như nhà nào cũng trồng mai vàng, nhà nào cũng có mai vàng để đón Tết. Không phải mua, không phải ra chợ để mua từng chậu, mà hầu như cây nhà lá vườn từ gây giống, cây nào đẹp bà con cô bác sẽ lấy giống nuôi trồng. Và hầu như nhà nào cũng có mai, kìa phía xa nhà bên kia cũng là một, cũng có mai. Một vườn mai rất đặc sắc. Cuộc sống rất bình yên an nhàn. Rất đẹp quý vị ơi, rất rực rỡ, muôn màu muôn sắc. Chào anh, hello anh. Đang quay clip đưa anh lên sóng nha. Đây là anh rể thứ 6, chủ nhà, anh chủ nhà rất vui tánh. Có nhiều nhậu say hơi quậy chút xíu. Đây đầu rồng đầu rồng ở đây gọi là trái đầu rồng, cũng cây nhà lá vườn không chấm mắm hoặc là chấm cá kho thì quá tuyệt vời luôn. Đây là những trái đầu rồng nặng chịu. Đây ở vùng quê thì cũng rất trang trọng về cảnh vật, nhà nào cũng có những khóm hoa bông giấy mai vàng hoặc là những cái cây cảnh. Đặc biệt ở vùng quê là rau ở đâu khu nhà nào cũng tự trồng rau, còn ở thành phố, các bạn ở thành phố thì bước ra thì tốn tiền mua rau để có bữa ăn ngon, còn ở vùng quê thì tận dụng những khoảng đất trống để trồng rau, trồng các loại cây làm gia vị để có một bữa ăn ngon, không cần mất tiền. Đây những bụi cây rất đẹp. Đây có gì, có một cây đặc sắc đó là cây mua bông trắng. Đây là còn một cây, cũng một giống khá hiếm, có bài hát hoa mua ai bán mà mua của Lệ Thủy. Ngày xưa Lệ Thủy hát bài này rất nổi tiếng. Đây bông hoa 10 giờ quý vị ơi. Đây cảnh các cô chú anh chị đang tận dụng những cây ăn quả chính nhà mình để thưởng thức, quá đẹp luôn. Mận nặng kiểu trái sum suê. Các bạn thân mến, thì trước ống kính là một loại cây rất hiếm và có thể ít quý vị biết tới, đó là cây bần ổi. Đây là trái bần ổi. Cây bần thì bà con cô bác biết nhiều rồi, nhưng đây là cây bần ổi. Cái hạt nó giống như hạt ổi và có vị rất thơm quý vị. Xin nói lại một lần là cái loại trái này có vị rất thơm và người ta hay dùng để nấu canh chua. Ở nhà quê thì dùng cái trái này nấu canh chua là một bữa cơm tuyệt vời. Có một bữa cơm tuyệt vời, có vị chua và thơm thay cho nấu bằng me. Đây quý vị xem cây nhà lá vườn, đây những cái đọt rau muống xanh um. Bước ra khỏi cái nhà mình là đến khu vực trồng rau, trồng hoa. Đây là cái cuộc sống đặc thù của người dân miền Tây. Để cho chuẩn bị cho một bữa cơm gia đình, không cần tốn kém nhiều, chỉ cần bắt nồi cơm
rồi ra vườn hái rau, hoặc là cần thiết muốn có một bữa ăn đảm bạc có nhiều đạm thì có một cái ao cá. Đây đang quay cho quý vị là một cái ao cá. Đó quý vị thấy một ao cá rất hoành tráng phía bên kia. Đó, ở người nông dân chúng ta thì về ra ngoài thì có rau có cá, một bữa cơm không cần tốn nhiều, không cần tốn nhiều tiền để có một bữa ăn thật sinh soạn và cây nhà lá vườn. Đó.